À, lại là Phước Sửu đây cả nhà. Hôm nay Phước Sửu có mặt tại Thủ Thiêm. À, và hôm nay Phước Sửu giới thiệu cho mọi người một dự án rất là đẹp tại Thủ Thiêm. Nói đến Thủ Thiêm thì còn được biết đến là một cái gọi là phố đông của Sài Gòn. Thì ở Thượng Hải thì có phố đông Thượng Hải, còn đối với Sài Gòn thì sẽ có phố đông Thủ Thiêm. Thì hôm nay dự án mà Phước Sửu đang giới thiệu đến mọi người là dự án Thủ Thiêm Zai River, nằm trong phân khu chức năng số 3, 3.1, và dự án được triển khai bởi công ty GS Hàn Quốc. Nói đến công ty GS Hàn Quốc là một tập đoàn nổi tiếng trên thế giới, đứng số 1 tại Hàn Quốc và nằm trong top 24 công ty xây dựng cơ sở hạ tầng và nhà ở top thế giới ha. Thì hôm nay căn hộ mà Phước Sửu đang giới thiệu với mọi người là căn hộ Zai River Thủ Thiêm. Dự án với tổng quy mô khoảng 7 đến 800 căn hộ, và đối với dự án này thì chủ đầu tư đã xây dựng đến tầng thứ tư và tầng thứ năm rồi nha quý anh chị, nên là về pháp lý thì cực kỳ chuẩn. Và hiện tại đợt này là đợt đầu tiên chủ đầu tư ra mắt một số những cái dòng sản phẩm như là căn hộ shop house, penthouse, official và một số cái shop house mặt tiền đường Nguyễn Cơ Thạch này. Nói đến dự án là một cái dự án gọi là rất là thuận tiện về gọi là kết nối cơ sở hạ tầng. Với cái vị trí này á, thì quý anh chị có thể là di chuyển từ qua quận Bình Thạnh chỉ một bước chân, đi qua cầu Thủ Thiêm 1. Và hiện tại thì nằm trong khu đô thị Thủ Thiêm, kết nối với Sala, khu đô thị Sala tầm khoảng 2 phút, và kết nối đến quận 1 thì tầm khoảng 5 phút đi qua cầu Thủ Thiêm 2. Và điều đặc biệt là dự án này rất là gần bờ sông, một cái bờ sông cực kỳ thoáng mát dọc theo bờ sông Sài Gòn. Một dự án gọi là tâm điểm của năm 2022 và một cái dự án được gọi là khách hàng mong chờ nhất năm 2022. Một dự án là có rất là nhiều cái tiện ích trong cụm khu đô thị, có những cái hồ bơi tràn bờ trên tầng 3 và trên tầng sân thượng. Thì hiện tại thì chủ đầu tư sẽ tung ra khoảng 2 lốc đầu tiên với chiều cao là từ là 25 và 32 tầng. Thì để có nhiều thông tin hơn nữa về dự án này thì quý anh chị hãy inbox cho ngay cho Phước Sửu để Phước Sửu cung cấp nhiều thông tin hơn nữa, và có những cái thông tin, những cái chính sách mở bán trong đợt đầu để gọi là cho khách hàng lựa chọn. Rồi, hãy inbox ngay cho Phước Sửu nha. Xin chào và hẹn gặp lại.